Cô thích đi ăn kem nữa không? Vậy thì tôi sẽ mời cô đi ăn kem với hai điều kiện. Hai điều kiện gì? Điều kiện thứ nhất là cô sẽ phải mặc bộ này. Và điều kiện thứ hai là cô có thể bỏ con heo ở nhà được không? Tôi cũng chưa biết nữa. Ít nhất cũng phải mất 6 tháng. Tôi còn phải xây dựng đường dây câu chuyện nữa. Cô ấy sẽ yêu một người như thế nào? Tôi chưa biết. Nhưng mà cũng có thể cô sẽ yêu một chàng trai trắng trẻo, đẹp trai, tốt bụng như tôi chẳng hạn. Cô thấy sao? Trời, một câu chuyện cổ tích. Cô bé lọ lem và anh chàng hoàng tử. Cô có thích chuyện cổ tích không? Không. Sao vậy? Tôi mới tin vô mấy câu chuyện cổ tích, nó mới giống ngoài đời. Sao không giống? Tôi thấy chính cô cũng đang viết một câu chuyện cổ tích thật đẹp đấy thôi. Tôi viết hồi nào? Một cô gái khu đường tàu, đạp xe ba gác, buổi tối vẫn chăm chỉ đi học thêm, lại còn dạy chữ cho bọn trẻ bụi đời nữa, và chấp nhận làm cả công việc mình không yêu thích để trả tiền viện phí cho bọn trẻ không gia đình. Đó chính là cổ tích. Đó không phải là cổ tích, mà là cuộc đời thật. Cổ tích bao giờ kết thúc cũng có hậu, còn cuộc đời thì thường ngược lại. Cô không tin những gì cô đã làm sẽ mang lại kết quả tốt đẹp hay sao? Tôi luôn cố làm tốt nhất những gì mình có thể làm được thôi. Còn kết quả như thế nào thì nó vượt quá xa tầm kiểm soát của tôi và bọn trẻ. Nghĩ đi. Không nhà cửa, không tiền bạc, không hy vọng, làm sao những người như tôi biết được tương lai mình sẽ làm cái gì? Nhưng quan trọng là cô vẫn đang cố gắng. Cố gắng vươn lên là yếu tố quan trọng để tạo nên một câu chuyện cổ tích. Trong chuyện cổ tích, nhân vật chính không bao giờ đầu hàng số phận. Họ vượt lên số phận bằng chính sự đấu tranh dũng cảm và cả lòng tốt nữa. Mà những cái đó cô có thừa còn gì? Anh đang nói thật những gì mình suy nghĩ đó chứ? Rất thật. Tôi rất tin vào câu chuyện cổ tích. Bản chất con người là luôn hướng thiện. Tôi tin rằng trong mỗi con người đều có một cô tiên và một ông bụt.
cô tiên và ông bụt ấy ngủ yên hay thức giấc là phụ thuộc vào cách chúng ta hành động trước cuộc đời, trước người khác. Tôi thấy chính cô cũng là cô tiên của bọn trẻ rồi còn gì. Vì vậy mà anh đã tin và muốn giúp tôi và bọn trẻ. Cảm ơn anh. Tôi sẽ chờ xem câu chuyện cổ tích nào sẽ đến với tôi và đám trẻ buổi đời đây. Anh đây. Tụi em vừa về tới nhà, đang leo cầu thang nè. Yến nó đồng ý rồi đó, anh đưa cô ấy qua đi nha. Ôi, thế thì hay quá. Vậy khi nào anh gặp tụi em được? Anh chờ em chút xíu nha. Yến, Yến. Vậy anh hãy hỏi mấy giờ gặp được à? Trời ơi, đồng hồ chết queo rồi. Giờ mấy giờ rồi? Giờ này 5 giờ rồi. 5 giờ hả? Tôi hẹn 6 rưỡi đi. Tao còn phải trang điểm nữa. Dạ, 6 rưỡi nha anh. Tụi em còn tắm rửa nữa. À, anh nói cô ấy đem đồ qua luôn nha. Rồi, cảm ơn tụi em trước. Ừ, anh biết. Chào em. Ngọc về rồi. Tối nay cô qua bên đó ngủ nhá. Nghỉ chút mẹ ơi, mệt quá. Tao thấy mấy xô đi tỉnh mệt quá. Lần sau tao không nhận đi tỉnh nữa đâu. Trời ơi, nhờ mấy xô đi tỉnh nó nhiều tiền chứ. Mà chị Nga nói, mày dám không đi không? Nhưng mà tao mệt lắm rồi. Ê, gì? Phòng bệnh hơn chữa bệnh mày ơi. Mẹ có tiền bạc của cải gì á, cất cho kỹ kỹ vô. Biết tính nhỏ như thế nào. Không cần phải làm vậy đâu. Tao thấy tính tình cô ấy có vẻ giang hồ, nhưng mà mặt mũi cũng thật thà lắm, chắc không sao đâu. Mày hay quá ha. Mày nhìn mặt mà có thể biết được tính tình con nhỏ là như thế nào. Ê, hay mày mở đại cái phòng xem bói coi, biết đâu lại nhiều tiền hơn nghề người mẫu đó. Mày dựa vào đâu mà nói như vậy? Thì cô ấy đã trả lại cái ống kính cho anh Hải đó. Lỡ như nó cố tình lấy cái ống kính rồi làm bộ trả lại cho anh Hải thì sao? Mà cô ấy làm vậy để làm gì chứ? Làm gì à? Để cua anh Hải chứ làm gì? Một chàng hoàng tử đẹp trai sẽ xúc động trước một cô gái nghèo xinh đẹp và tốt bụng. Và rồi chuyện tình cổ tích sẽ diễn ra. Cô gái nghèo ấy lên đời thôi. Mày đã nghĩ như vậy ngay từ đầu, tại sao mày không từ chối mà còn cho cô ấy ở nhờ làm chi? Tao thấy cô ấy cũng đâu có tệ đâu. Với lại ông anh tao, ổng làm nghề đạo diễn, chắc sẽ không nhìn làm người đâu. Để xem. Tao cho con nhỏ đó ở, tại vì tao không muốn anh Hải nghĩ là tao với mày là người xấu. Chứ con nhỏ đó là gì mà tao phải giúp đỡ nó. Tao chóng mắt xem con nhỏ đẹp cỡ nào mà anh Hải mê nó dữ vậy. Tao không có tin đâu. Một cái đứa mà giang hồ thì không bao giờ tốt cả. Mày chóng mắt lên mà xem. Nói chuyện với mày mệt quá. Tao đi tắm đi. Cô để quần áo vào đây, tôi tặng cô cái giỏ này luôn. Cảm ơn anh. Ủa gì vậy?
vài thứ lặt vặt rất cần cho cô. Qua nhà Ngọc, cô mở ra sẽ biết. Ngọc biết cô tới, nó sẽ mừng lắm đấy. Sao lại mừng? Bởi vì Ngọc nó đang định nuôi một con mèo để về bắt chuột. Nhưng mà bây giờ cô tới rồi, việc gì phải nuôi mèo nữa. Anh chọc tôi, vài bữa nhanh có chuột, đừng kêu tôi nha. Bây giờ chuột không dám vào nhà tôi nữa đâu. Tôi có cách rồi. Cách gì? Tôi sẽ dán hình cô ở dưới cửa và đề dòng chữ Dũng sĩ diệt chuột. Thì đố con chuột nào dám vào nhà tôi nữa. Còn nào yếu bóng vía có khi còn lăn đùng ra ngất xỉu chứ. Thôi mình đi, không có cô ấy chờ. Trả lại bình yên cho ngôi nhà của anh. Anh Mạnh, hồi sáng tới giờ sao em thấy chị Hằng tới vậy? Làm sao anh biết được? Thì chị có công việc bận, lát chị ghé thăm. Chào tụi em. Chào anh. Cô vào đây. Tao thấy cũng thường thôi, có đẹp đẽ gì đâu. Đã vậy còn ôm con heo nữa, bẩn quá. Anh Hải thấy em hay chưa? Mới nghe tiếng xe là biết anh tới rồi. Hay. Ủa, con heo của Hằng hả? Thôi, nãy vô ngồi đi. Hằng vô đây. Ngồi đi Hằng. Sao anh gọi cho em từ hồi chiều mà bây giờ anh mới tới? Thì anh cũng phải để cho tụi em tắm rửa nghỉ ngơi nữa chứ. Với lại anh với Hằng cũng phải đi ăn và ghé qua nhà sách mua một số đồ. Đây là Ngọc, em họ anh, Hằng gặp rồi. Còn đây là Yến. Hằng trúng show quảng cáo thứ 6 này quay. Tụi em cho Hằng và con heo ở nhờ tới thứ 7 nhé. Cái gì? Con heo á? Ừ. Trời ơi, Hằng ở đây bao lâu thì tụi em cũng đồng ý. Nhưng còn con heo thì không có được đâu. Con heo này nó ngoan lắm. Ngoan thì nó cũng là con heo. Yến không thích nuôi thú vật trong nhà. Em cũng vậy. Cứ tưởng tượng cảnh nó chạy khắp nhà, rồi lông nó rụng. Khiếp lắm anh ơi. Yên tâm, Hằng sẽ cột nó ở góc nhà, nó không chạy lung tung đâu. Cũng không được đâu. Anh Hải thông cảm đi. Tụi em muốn giúp Hằng lắm, nhưng còn con heo thì tụi em chịu thua. Nói thiệt chứ nãy giờ thấy Hằng ôm con heo mà em thấy rùng mình rồi. Hằng cứ ở đây với tụi em. Còn con heo anh đem gửi chỗ khác được không? Nếu mà gửi chỗ khác được thì đã gửi rồi. Hay là thôi vậy?
em có cách rồi. Cách gì? Đơn giản quá chừng. Có gì mà cô không nghĩ ra. Hằng sẽ ở đây với tụi em. Còn con heo này nè, anh đem về nhà nuôi đi. Hả hả? Anh sẽ đem con heo về nhà nuôi á? Ừ, ý kiến hay đó. Hay có cách nào khác không? Không, không còn cách nào hết. Hằng cứ ở đây thoải mái nha, cứ xem như nhà mình là được. Tụi này vui lắm. Hằng bao nhiêu tuổi rồi? 19 tuổi. Hằng 19 tuổi hả? Vậy là ba tụi mình bằng tuổi nhau rồi. Thôi xưng tên cho nó tiện, chứ chị em mệt lắm. Thấy mọi người vui chưa? Yên tâm rồi nhé. Chết rồi. Có chuyện gì vậy? Mấy giờ rồi anh Hải? 7:15. Chết, Hằng sắp trễ học rồi. Anh Hải giữ giùm Hằng con heo được không? Em bỏ xuống đất đi. Hằng học cái gì vậy? Hằng đang học bộ tốt văn hóa lớp 12. Trời, Hằng chưa học hết cấp 3 hả? Ừ. Anh Hải cứ ở đây chơi đi, Hằng đi xe ôm cũng được. Thôi, anh chở Hằng đi. Em đi thay đồ đi. Thay đồ ở đâu vậy Ngọc? Kia kìa, đằng kia kìa. Anh đi nha. Dạ. Tối nay anh khỏi đón Hằng. Sao vậy? Hằng sẽ nhờ Mạnh trở về. Hằng có chuyện muốn nói với Mạnh. Anh coi chừng con heo cẩn thận giùm Hằng nha. Hay là Hằng gửi con heo cho anh ta trông giùm vậy? Không được, chứ được Hằng đã nhờ rồi. Tính anh cẩn thận, Hằng mới dám giao con heo cho anh giữ đó. Nhớ cho nó ăn uống, với lại cho nó ở trong nhà với nha. Thôi anh Hải về đi. Khoan đã. Hả? Nặng lắm đấy. Gì vậy? Bí mật tặng Hằng, nhưng vào lớp mới được mở ra nhé. Thế nhỡ đang chạy xe trên đường, nó nhảy ra khỏi xe thì sao? Yên tâm đi, ngày nào tôi cũng chở nó bằng xe ba gác, quen rồi. Nó dạng lắm, không nhảy xuống đâu. Mạnh, tan học đón Hằng nha. Ừ.
Em chào thầy. Ừ, vào chỗ ngồi đi em. Dạ. Nè chú. Cảm ơn. Chú lấy con mấy tờ đi chú. 10 tờ. Thôi chú lấy con 25 tờ đi chú. Có 50 ngàn à. Rồi chú lấy nguyên sấp luôn. Cảm ơn cháu. Cảm ơn chú. Có trộm cũng không thể nào để nó ngủ đây được. Tại sao? Tại vì nó ngủ ở đây mình sẽ buồn. Đi vào nhà. Đi. Dũng lên. Đi vào nhà.
Mới có mấy ngày mà Hằng thay đổi nhiều quá. Tụi nhỏ nhắc Hằng hoài, tụi nó nhớ Hằng. Hôm nay là thứ tư, thứ sáu Hằng quay rồi, thứ bảy mọi chuyện sẽ trở lại như cũ. Hằng có chắc là mọi chuyện sẽ trở lại như cũ không? Mình hỏi vậy là sao? Mình không tin là Hằng sẽ trở lại khu đường tàu. Không gì đó thì Hằng sẽ đi đâu? Mình không biết. Rất nhiều cô gái rời bỏ khu đường tàu này mà có trở lại đâu. Như con Hồng, con Thắm và con Lan đó. Tụi nó khác, Hằng khác. Mạnh dạy nói với bọn trẻ là Hằng sẽ không bỏ tụi nó đâu. Chưa biết bằng cách nào, nhưng Hằng sẽ cố gắng duy trì lại lớp học. Tụi nhỏ biết được sẽ mừng lắm đó. Vậy mà Mạnh cứ tưởng Hằng đi luôn, nên Mạnh đem theo quả cầu tuyết để trả cho Hằng. Vậy hả? Đây. À, Mạnh có làm cái hộp để quả cầu tuyết cho Hằng đó. Trời, hay quá vậy. Cảm ơn Mạnh nha. Hay để Mạnh giữ, vài bữa nữa là Hằng về lại khu điện tàu rồi. Thôi, Mạnh đi hoài à, sợ mấy đứa nít nó vô nhà nó phá. Để Hằng giữ cho. Ừ. Alo, Hằng hả? Dạ, con heo của em sao rồi anh? Khỏe, nó vừa mới ăn xong và bây giờ thì đang xỉa răng và hút thuốc. Nhưng mà nó đang trong nhà hay ở ngoài sân? Tất nhiên anh để nó nằm trong nhà rồi. Bây giờ nó đang nằm khỏa thân trên giường và đọc truyện cười. Em có thấy tiếng nó cười ột 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 không? Vậy là em yên tâm rồi. Cảm ơn Hải nhiều nha. Rồi, chào em. Đi.
Bùm bùm. Ra đây. Thằng ở đây với hai con người mẫu, họ dễ thương lắm. Họ kìa. Thôi, mình đi về đi. Thằng vô nha. Ừ. Ai vậy ta? Chắc là bồ hả? Nhìn xứng đôi ghê. Phải bồ không vậy mày? Bồ chứ ai nữa. Tội nghiệp anh Hải, uổng công bắt tép nuôi cò. Mày chỉ tưởng tượng tầm bậy tầm bạ không à, mà trốn tùm lum tùm la. Mày thiệt. Ngon ghê á. À, chừng nào không quay quảng cáo vậy? Ngày mốt. Nghĩ lại cũng mắc cười quá. Có gì đâu mắc cười. Thì tự dưng hàng trúng quảng cáo á. Trong khi bao nhiêu người mẫu chuyên nghiệp thì không được chọn. Mày mới mắc cười á. Hàng trúng quảng cáo là đúng thôi. Người ta cần khỏe mà. Đâu phải chỉ cần khỏe đâu. Cũng cần phải đẹp thì biết diễn xuất nữa chứ mày. Ủa, tối hôm qua Hằng ngủ đâu vậy? Hằng ngủ nhà anh Hải. Cái gì? Nhà anh Hải hả? Mày làm gì mà sửng sốt vậy mày? Ngồi yên coi. Trời ơi, mày nghĩ đi. Một nam một nữ ở chung một nhà, đêm hôm khuya khoắt nữa, chuyện gì sẽ xảy ra? Mày chỉ được cái nghĩ tầm bậy bạ không à. Ông Hải nhà tao trong sáng lắm mày. Tao đâu có nói anh Hải đâu. Tao nói á, là nói mấy đứa ở đời. Mày coi có đứa nào trong sáng đâu. Mày đừng có dơ đũa cả nắm chứ. Tao nghĩ Hằng á không phải người như vậy đâu. Bậy bạ khùng. Nói bậy nha.
Anh không hiểu một đứa con gái 14 tuổi khổ sở với những bộ đồ bé tí đó như thế nào đâu. Cô đưa đây, tôi xây tóc cho. Thôi được rồi, tôi không phải được rồi. Đưa tôi xây cho. Tôi chỉ xây tóc thôi mà, có làm gì đâu. Được rồi, tôi xây cho. Tôi tự xây được rồi. Đưa đây. Tôi xây cho. Con heo của cô hay quá vậy. Thế nó đánh thức bằng cách nào? Thì nó sẽ đánh đấm thật to. Bum bum bum. Cho tới khi nào anh thức dậy, dẫn nó đi ị thì thôi. Thế lỡ mình ngủ quên luôn thì sao? Thì nó ị ra nhà chứ sao. Ở đây luôn đi. Yeah.
Con nhỏ nó không hiền đâu, chừng là đụng vô là bóng tay đó, bóng chặt đục quái cảm giác mạnh mẽ ghét nhất là mấy em chị hiền. Anh đâu có nói tụi em ngu, tụi em đâu có ngu đâu, đúng không? Cô tưởng cô là hạng ghế gì, tiểu thư đại cát chứ, chỉ là đạp ba gác thôi. Tôi mua buổi học của cô giá 20 triệu, còn muốn gì nữa? Thôi được, 10 triệu nữa là 30 triệu. 30 triệu.